Hello, xin chào làm cho anh em nó quay trở lại với channel của mình. Hôm nay em đi câu lục các bạn. Thì đây, vị trí vẫn câu đây. Nhưng mà em không câu đấy các bạn. Đây, em câu trong cái ao này. Đấy, mọi ngày em vẫn câu trong cái ao này. Hôm nay vào đánh ổ tiếp. Đó, nhưng mà ao này ao thiên nhiên các bác nhé. Đấy, nhiều các bác cứ bảo là em câu ao nuôi. Nhưng mà nuôi thì ai cho câu đâu đúng không các bác. Đấy, mới thứ hai là nuôi ấy, mình chơi toàn cái loại khủng khủng bố ấy. Lục, tứ lục thế này thì ai cho câu đâu. Rồi anh em vào chỗ để thả ổ nhá, dẫn các bác vào tận nơi. Đó, xem cái ao mà bình thường em vẫn đang câu. Ao này ao tự nhiên nên là mình nhờ được người ta cho câu ấy. Cá là câu đần là cứ là của mình thôi, còn được nhiều thì cho chủ nhà một ít, không thì thôi. Đó các bác nhìn này. Ngoài thì cũng rất là nhiều cá to, nhưng mà bọn đi kích đi te nhiều quá là nó bị động ấy. Đấy nên em vẫn câu ở trong này. Đây thông đồng vào kênh luôn. Cá rất nhiều anh em á, mỗi tội là bên ngoài nó động quá nên phải vào trong bên ao câu nó sướng, cũng là ao thiên nhiên thôi. Thôi bắt đầu vào thẩu anh em nhé. Này bắt đầu công đoạn treo tiền thẩu anh em ơi. Em vẫn thả ở cái vị trí ổ hôm qua, cá tụ lại chỗ đấy rồi. Nay là mình cứ thả ở vị trí cũ thôi. Một quảng lại hai con anh em ơi. Sắp đôi làm chục hai con. Đấy, này hình có kim. Chết mẹ này, quyền kịp mẹ mới đau ấy. Một em nữa dành. Một em. Hai em. Ui. Perfect.
cá to phê chưa, bàn tay, nhìn bàn tay của em này. Có lại to, ôi giời. Phê. Đều đều con này đều đều to phết luôn. Wow, đều đều to phết. Dậy vào niềm tin. Dậy vào niềm tin. Đấy. Wow. Phi phản phạt phạt. Ôi giời. Khiếp thật. Dã man. Ôi. Con này thì dã man rồi. Úi giời, máy vào rọ nhé, hít toạt mất. Santo quả đúng vào rọ. Thank you.
cân. Dã man. Rô phi cũ anh em ơi. Đúng rô phi cân con. Tỏ chưa anh em ơi? Đã màn. Ui giời, lại mắc phê nha mày. Mắc phê. Ai, con này lại khoảng này phải hơn cân. Hơn cân anh em ạ. Đã man chưa? Ai. Gỡ cái loại này rất là khó nhá, không có kìm rất là khó. Ui giời. Nó đóng mũi trên cái đỉnh mù của nó này. Đóng mũi cái mù này. Wow. Đã man. Ui giời ơi, gì ơi. Anh em, những bàn tay của em con này phải cân rưỡi đấy. Mà bụng khá ngon đấy. Chạy ở đâu đâu. À, cho vào chuồng anh em nhé. Anh em nhìn cái bụng con cá mà sao, cái bụng con cá rất là gầy. Tuy là cá này nó to về cái khung xương nhưng mà nó rất là gầy vì cá tự nhiên ấy, không cho ăn. Các bác thử nhìn con cá người ta nuôi nó khác ngay, cá nuôi nó là bụng nó không béo mà nó tròn hơn cá. Nên cá thiên nhiên các bác nhìn này, bụng gầy nhom. Nhiều bác cứ bảo em đi câu ao nuôi nhưng mà ao người ta không nuôi các bác nhé, ao thông ra ngoài sông luôn. Đấy, bụng gầy nhom luôn, có cho ăn gì đâu. Đấy, xếp hàng rồi về anh em ơi. Cá này toàn rô phi cân con này. Một em trôi đó, một em trôi rô phi toàn cân con phèo quá. Rồi hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nhá, em về đây.